Tuyên án vụ hỗn chiến khi khai thác cát khiến một người chết. Ở Mách đang lấy nước cho dê tại vườn dẫy, nghe tiếng ồn ào giữa hai nhóm hỗn chiến liền tới gần thì bị một người dùng dao chém nên bực tức. Dùng dựa chém lại khiến một người tử vong. Chiều ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giết người do mâu thuẫn trong khai thác cát tại huyện Hàm Tân, từng gây côn sao dư luận địa phương. Theo bản án, anh em ông Dương Thái Long, sinh năm 1977, Dương Thái Khoa, sinh năm 1979, cùng chú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, có mâu thuẫn từ trước với ông Mai Trường Tuấn, sinh năm 1987, người cùng địa phương, liên quan lối đi chung vào nơi khai thác cát tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân. Tối ngày 25 tháng 4 năm 2020, ông Long và ông Phạm Minh Thắng, sinh năm 1982, người làm công cho ông Long, đến nhà ông Tuấn thì xảy ra xô xát. Hôm sau, bạn ông Tuấn là ông Huỳnh Ngọc Thiện, sinh năm 1989, rủ thêm ông Nguyễn Viết Thanh Hải, sinh năm 1989, ông Nguyễn Đình Phong, sinh năm 1992 và ông Thái Ngọc Đức, sinh năm 1991, cùng chú huyện Hàm Tân vào lán trại khai thác cát tìm anh em ông Long, Khoa. Tại đây, ông Hải dùng dao chém ông Long trúng tay trái rồi rời đi. Lúc này, ông Phạm Minh Thắng và ông Hoàng Hải Đăng, sinh năm 1983, người làm công cho anh em Long và Khoa, điều khiển xe máy chở nhau chạy vào lán trại. Khi xe của ông Đăng đến gần, ông Hải dùng dao chém, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Sau đó, ông Khoa điều khiển ô tô đuổi theo nhóm của ông Hải dẫn đến hỗn chiến khiến ông Khoa bị chém trúng vai, ông Đăng bị đâm vào đùi. Lúc này, A Mách, sinh năm 1972, chú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, người có chòi dẫy gần lán trại của ông Khoa, đang lấy nước cho dê uống. Nghe có tiếng ồn liền lại gần thì bị ông Hải cầm hai dao xông vào chém trúng bàn tay. Ông Mách quay lại xe máy lấy cây dựa chém vào người ông Hải ba nhát. Vụ hỗn chiến khiến ông Nguyễn Viết Thanh Hải tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, những người còn lại bị thương. Theo hội đồng xét xử, A Mách không quen biết mâu thuẫn gì với nhóm của ông Hải nhưng đã dùng dựa là hung khí nguy hiểm chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay, chân của nạn nhân gây tử vong nên đã tuyên mức án 12 năm tù giam. Các bị cáo Dương Thái Long, Dương Thái Khoa, Huỳnh Ngọc Thiện, Nguyễn Đình Phong bị tuyên từ 6 tháng tù đến 1,5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.